Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video để chơi thử cái game tên là Nowhere Else But Down. Cái game này như là khám phá cái tầng hầm, là dạng game đồ họa lối cũng cổ xưa ha. Mình cũng khá thú vị nên mình có tải thử để mình chơi ha bạn. Game này được làm với Unreal Engine ha. Này cũng dựa trên câu chuyện kinh dị tên là của SCP-087 ha. Nếu các bạn có biết về SCP thì có thể tìm cái số mã số này để nghe cái câu chuyện này ha. Ủa, số văn rồi. Mình bấm nhầm các văn nha bạn. Continue nè. Ở đây có một cái chữ descent nè. Bấm vô luôn nha. Cửa bị khóa nha mày. Những cái game thì tốt nhất là nên có những cái thông báo hoặc là hướng dẫn để người ta chơi để biết nó như thế nào nha bạn. Hình như có cái đèn pin. Mình đang đi xuống tầng hầm nha. Chắc cái này cũng có thể là một ác mộng cho tầng hầm gì sâu dưới. Càng đi càng cảm giác nó sâu hun hút nha bạn. Gì nó sâu xa cũng cảm giác cho mình cảm thấy lo lắng. Rồi cửa này lặp lại một lần nữa. Mình lại đi qua cửa nha. Em này không có chạy nha bạn. Mình đây xíu cũng không chạy được nha. Lên mở cửa đi lên xuống một lần nữa. Nhưng lẽ nó cứ nói già hoài vậy ta. Bây giờ âm thanh nó có sự thay đổi so với lúc trước nha bạn. Cửa lúc này là tự mở luôn nha. Không còn mình phải vô mở nữa. Cửa này lại đóng. Âm thanh kia này nó nghe lại khác nha. Cửa này đóng tiếp. Thì giống game dạng một nút bấm W cứ đi hoài. Hết đường nha bạn. Rớt xuống nha. Mình đang ở đây. Cửa này bây giờ nó lại ngược xuống nha bạn. Hồi hai là đi ngược trên nè. Ở đây mình sẽ đi thẳng thôi. Đi ngược ghê, khúc não hoàn toàn.
Cửa bị ngược luôn nha. Giống như bây giờ mình đi ngược lại lên trên. Cầu thang nằm trên trần. Cửa này lại gãy luôn nha bạn. Gãy sập nha. Mình đụng được cái cửa luôn nè. Mình sẽ không mang cửa theo nữa. Cái này cửa bị gãy sập rồi, không biết cái này có cửa không. Có cửa mà đóng bình thường nha, nhưng mà nó cửa ngược. Đây ban đầu có âm thanh tiếng thở ma quái gì vậy nha. Đây mất cái cửa nha bạn. Không còn cái cửa luôn nha. Ở đây cũng không có cái cửa luôn. Như cảm giác mình đang quay trở lại, đi ngược đường là quay lại vậy. Cảm giác bấm đi thẳng nó có nghiêng về phía bên phải. Mỗi lần máy bấm A để nghiêng lại độ trái chút xíu. Giờ cái phần này nó khác rồi nha. Âm thanh đèn kỳ lạ nha. Vậy là hết rồi nha các bạn. Đây là một người nhỏ tuổi ha, làm cái game kinh dị đầu tiên ha. Mình chơi thêm hai trò đặc biệt cho cái người này ha. Tóm lại cái game này mình thấy cũng ok, nhưng mà đi hơi dài ha. Cũng cảm giác lo sợ chút xíu ha. Thì các bạn thích thì có thể tải cái game này ha, hoặc là thông báo lỗi hoặc là donate cho tác giả. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày tốt lành ha.